1/1/2023 tạm biệt Pila. Pila đã nhắm mắt xuôi tay. Trong buổi sáng ngày hôm nay, ra đi vì tuổi già, Pila tính, nếu mà tính sang cái năm 2023 thì theo, nếu mà như là theo như ở người mình ấy, là Pila là 12 tuổi đó. Rồi cho con kép với con siro là tại đấy, ra chào cụ Pila đây. Rồi tí là cụ sẽ sang bên trạm để nằm với lại cùng sát bên của Melcy. Rồi, ra chào bà. Ra chào bà Pila đi. Đó, chào bà. Chào bà Pila đi. Trước khi bà về với lại lòng đất. Thôi được rồi, két liếm mặt thế là được rồi. Theo bà vậy là được rồi. Rồi, với cái sự ra đi của Pila thì nó là cái sự ra đi của con chó ở tuổi già. Thành ra là mình đã có một cái sự chuẩn bị tinh thần từ trước. Và một cái con chó mà nó có thể chết già cùng với lại chúng ta là cái người chủ nuôi, thì đấy là một cái sự may mắn của một con chó, của một cái kiếp chó. Cho nên là với Pila, sự ra đi của Pila thì nó cũng để lại cái sự hụt hẫng, nhưng mà nó có trong đó, nó có chứa nữa thêm một cái niềm vui cho nó, cho nó kết thúc một cái cuộc đời. Và con Pila này là nó chết, là nó chết sáng nay, và nó chết lúc mình không có nhà. Nó yếu lắm rồi, nó yếu từ tối hôm qua. Và nó chết là nó nhắm mắt. Con chó nó vẫn đang cứng này, này cứng ngắc này, chân này. Yên, để chờ một tí. Đây này, nhìn cái chân của nó kéo này. À, đấy, chân nó còn đang cứng ngắc này. Đó. Nhưng mà mắt nó nhắm. Đó là với con chó nó kết thúc một cái cuộc đời của nó như thế là ok rồi. Mình cũng quyết định là mình để cho nó chết ở nhà rồi mình đưa nó sang trại. Bây giờ là một tí nữa là sẽ đưa nó sang trại để cho chôn nó cạnh cái này con Mercy. Chứ còn biết đấy là áng chừng được là Pila sẽ mất là khoảng cách đây khoảng một tuần. Tự nhiên con chó nó cái sức ăn của nó giảm, và nó nhìn mình là nó nhìn kỹ hơn, nó nhìn mình kỹ hơn bình thường, và cái sức ăn của nó giảm đột ngột, dù nó vẫn tiêu hóa bình thường thì có thể biết được. Cộng với lại trong 3 ngày hôm nay, coi như là đến hôm nay này, là tức là 2 ngày trước, là 2 ngày liền là gần như là nó không ăn. 2 ngày nó không ăn. Còn trước đấy một hôm thì nó vẫn ăn, nhưng mà nó chỉ ăn thịt thôi, nó không ăn hạt. Thì 2 ngày liền nó không ăn thì áng chừng được, vì mình từng chăm một cái con chó già ở cuối đời của nó rồi, là con Dakota, con hơn con Pila một tuổi. Thì con Dakota thì nó cái tuổi già, cái đoạn yếu của nó kéo dài hơn. Con Dakota thì nó yếu, nó kéo dài hơn, nó kéo dài khoảng tầm một tuần. Như Pila này, tính ra là Pila này yếu này chỉ có 3 ngày thôi. 3 ngày là yếu hẳn.
tức là lười đi, lười di chuyển, phải có cái việc gì thật cần thiết thì nó mới đi vệ sinh, đi uống nước kiểu thế, còn không bình thường nó nằm một chỗ. Như mấy hôm trước mà quay video đó, mọi người xem lại cái video cách đây mấy hôm, 3 hôm hay sao đó, là cái hôm quay video Siro với lại mẹ con Siro với lại Kép, là chính là từ hôm đấy là gọi nó không ra, chứ bình thường là gọi nó ra, nhưng từ hôm đấy là bắt đầu là nó tiết kiệm cái sức lực của nó là những cái sức lực cuối cùng. Và cái này thì khi mà nó yếu, nó sụt đi như thế thì cũng có cái xác định tinh thần trước rồi. Và với Pila thì có thể nói là một cái cuộc đời là mỹ mãn rồi, với Pila một cuộc đời mỹ mãn đó. Đây là đến đời cháu rồi. Pila có thể nói là cụ con chó tỏ, con chó cụ tỏ của trại Gavi đó. Đây là đến đời cháu rồi, cháu ngoại. Pila thì một con chó rất là to, đây là nguyên cái dáng nằm của nó đó. Nguyên dáng nằm của nó là nó nằm như thế này, nhưng mà nó nằm ở dưới nền nhà. Đây là quay nó thì mình vác nó lên trên này để quay, vác y nguyên cái thảm của nó nằm luôn, giữ y nguyên tư thế nằm của nó khi mà nó mất là nó y nguyên như vậy. Thôi Siro, yên để anh nói chuyện một tí. Thì với Pila là coi như là một cái cuộc đời thành công. Cái thời gian gọi là ốm yếu là rất là ngắn, chỉ có coi như là ốm yếu là coi như khoảng 3 ngày, 3 ngày ốm, thế thôi, 3 ngày, sang ngày thứ ba 2 ngày thì cái video lần trước. Chỉ có một cái là Pila là đến cái đoạn cuối cùng, là đến lúc tuổi già là nó phát tự nhiên là nó phát ra cái u ở vai. Đây này, người xem một chút cái u ở vai của Pila. Đây, đây cái u này, đây nó là một cái u nó sưng phù lên này, đó, nó sưng phù lên luôn, là cả một cái khối u luôn. Bình thường là cái cổ của nó phải đến đây, nó chỉ đến đây thôi. Đây là nó phải vẫy vào đây, nó sưng lồi ra này đó, mặt bàn tay. À, đây là mình cạo lông đi để mà đồng thời với lại cái việc uống thuốc, đồng thời với việc cho uống thuốc thì đồng thời kết hợp với trường, kết hợp với trường cho uống thuốc để xem là nó có giảm không. Mà tổng cộng trường nó cũng khoảng tổng cộng khoảng tầm 2 tuần, nhưng mà nó cũng không đỡ. Trường ấy thì nó đi lại nó dễ dàng hơn, nhưng mà cái cục u này thì không thấy nó giảm đi, không thấy nó nhỏ đi. Cục u này coi như là cũng mấy tháng ấy, từ trước khi Mousy mất, coi như là hai mẹ con đi cách nhau hơn cách nhau 2 tháng, con Mousy đi trước, mẹ Pila đi sau. Với Pila thì có thể nói là đã kết thúc một cái cuộc đời là vui vẻ và nhắm mắt xuôi tay. Đấy, đây là Pila. Đây, ra đi là mắt nhắm, nhắm mắt. Đó, đây cục u vai của nó đây. Mắt xuôi tay. Tạm biệt Pila. Pila sang nằm với này Messi nhá.
Trùng hợp thế, trùng hợp là sang đúng đến ngày đầu năm 2023, mùng 1 tháng 1, sáng mùng 1 tháng 1 2023 dương lịch. Cố thêm được hơi thở để nó sang năm 2023 để nó tính được hưởng thọ là 12 tuổi chăng? Vì là sinh tháng 3 năm 2012, tháng 3 năm 2012. Thì nếu đúng ra là đến tháng 3 năm 2023, tức là bây giờ là mùng 1 tháng 1 rồi, nếu mà 3 tháng nữa thì Pila mới chính thức bước sang tuổi thứ 12. Bây giờ là Pila vẫn đang trong tuổi 11. Nhưng mà vì là nếu mà tính năm mà nó nhảy năm là làm điếu văn gọi là làm điếu văn mà hưởng dương thì là thành hưởng dương là 12 năm rồi đấy. Hưởng dương là 12 tuổi đấy. Vì nó sang một năm tiếp theo rồi. Đó. Chân vẫn cứng, đang chờ một tí để cho nó mềm ra. Mềm ra thì mới đưa nó đi. Đây, chân nó vẫn đang cứng ngắc này. Kéo nó cả người nó lê theo này. Đó. Con chó khi mà nó vừa mới mất xong khoảng tầm trong khoảng tầm 1 tiếng đầu tiên là người nó mềm. Hôm sau đấy thì người nó sẽ cứng ra. Cứng rồi cứng mấy tiếng thì sau đấy người nó lại mềm. Sau khi nó cứng mấy tiếng, 6 tiếng hay sao, 6-7 tiếng gì, người nó lại mềm lại. Đây thì người vẫn còn đang cứng, cứng ngắc luôn. Coi như là nhắm mắt xuôi tay, Pila để lại được một dàn hậu duệ. Một Pila là cái con chó nhập ở Đức về, Pila Vom Kumasi, với một dàn hậu duệ ở hiện tại ở trại mà mình đang nuôi từ Melsi mới mất này, Marvin này, Loki này đang còn này, Marvin này, Loki này là con ruột. Đời cháu thì có Siro này, Kute này, và một dàn cái ở bên ngoài nữa, một dàn cái ở bên ngoài, có con Nano nó còn được đời cháu, đời đời cháu và đến đời gọi là đời chắt là có con két, giữ lại con két là coi như là Pila này đến bây giờ là đã giữ lại được đến cái đời đời Pila, đời con Pila này, đời con này giữ lại, đời cháu giữ lại và đời chắt giữ lại đến đời chắt ở tại trại. Còn con cháu của nó mà đẻ bên ngoài thì có thể nó nhiều đời hơn, nhưng mà ở những cái đàn con khác mình không quan tâm, mình quan tâm đến những cái đàn mà bản thân chạy mình giữ lại, tức là cái chất lượng con chó nó đạt đến cái mức độ yêu cầu con chó giống của mình. Pila là rất là thành công. Đây là cái video cuối cùng của Pila. Xin tạm biệt mọi người. Pila tạm biệt mọi người. Pila bước sang một cái cuộc sống mới, thoải mái, tất cả mọi thứ không phải suy nghĩ gì, cuộc sống vĩnh cửu. Kiếp này là coi như là đã một cái kiếp sống thành công, vui vẻ rồi. Xin chào mọi người nhé.